Chuyện thật về sự linh cảm của Địa Tạng Bồ Tát. Hành Ngọc. Ngày 8 tháng 9 là ngày tôi trực ban. 7 giờ tối trời nổi gió, mang theo mưa nhỏ. Người đồng sự đưa đến một nữ phạm nhân, biển số 15, tên là Trương Bích Vân, 26 tuổi. Trên lưng cõng một bé gái, trên mặt vàng như có bệnh nặng, cứ một chút là bị giật gân cốt, rất bi thảm. Tôi cũng không biết nó bị bệnh gì, trông như là bị động kinh, gân cốt co giật, trông rất nguy hiểm. Lập tức tôi gọi điện thoại mời khóa trưởng vệ sinh đến. Khóa trưởng nói đứa bé này bị chứng tê liệt, không có cách trị, không bị phát nhiệt thì không sao đâu. Phạm tội gì, bị xử bao lâu, trong nhà còn có ai chăng? Chị ta đáp, tôi ở huyện Đài Trung, làng Vũ Phong, tôi làm nghề bán rượu gạo cho các lão ông, bị người khác cáo tố, bị bắt xử 3 tháng tù. Con tôi đã 3 tuổi, sinh ra vài ngày thì bị bệnh nặng mà không chữa khỏi. Chồng của tôi cũng bị đi phục vụ quân đội rồi. Tôi cười nói, cùng với Phật có duyên, cứ an tâm đi. Sau đó, tôi hỏi họ tên, năm sinh đứa bé, Cao Tú Nguyệt, 3 tuổi, viết rồi để trước Phật điện. Nửa đêm, tôi nghe có tiếng khóc. Tôi đi ra xem xét, thấy số 15 ôm con ngồi khóc. Các phạm nhân chung phòng đều ngồi yên nhỏ tiếng niệm Phật. Tôi đem chuyện đứa bé bị bệnh, không có cách chữa trị, bảo họ hãy vì nó mà niệm Phật hồi hướng, cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Vài ngày như vậy trôi qua, số 7, số 11 và số 15 đến phòng giám ngục, bảo tôi, thầy ơi, đứa bé đáng thương quá, một đêm như vậy bị giật 3-4 lần, mỗi lần kéo dài đến 30 phút, chúng tôi đều không ngủ được, đều ngồi niệm Phật. Tôi bảo mọi người, các bạn xem, một đứa bé 3 tuổi thì phạm được tội gì? Từ khi sinh đến nay, bị chứng bệnh không chữa được này, đã không thể đi đứng tự do, lại thêm chứng co giật, khổ biết chừng nào. Như bị hình phạt ở địa ngục, há chẳng phải là do nghiệp chướng ở đời trước ư? Nhân quả ở trước mắt không nên bị chút hư danh nhất thời, mà đọa vào vô gián địa ngục, không có kỳ hạn thoát ra. Đây là điển hình trước mắt, mọi người phải biết kinh sợ, nên tin Phật, niệm Phật để thoát sanh tử. Một ngày nọ, vào lúc 9 giờ tối, đứa bé đột nhiên lên cơn khóc ngất, mắt đổi sang màu trắng đến 10 phút, giống như sắp chết. Số 15 khóc, và tôi mời vệ sinh khóa trưởng và khóa viên trực ban, tiếp 3 người, nhìn rồi nói, không có thuốc trị, chúng ta niệm Phật thôi. Bọn họ đi rồi, tôi dẫn số 15 đến trước Phật, niệm Phật hơn 10 phút, thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Đêm đó đứa bé được bình an và ngủ ngon. Mỗi lần nghe tiếng đứa bé khóc, trong lòng tôi cảm thấy thương xót, muốn thay thế nó cầu Phật bảo hộ. Nhưng vì tôi chưa khỏi hoài nghi, sợ rằng nếu mình niệm Phật mà không làm cho đứa bé hết bệnh, sẽ khiến cho bọn họ không khỏi có phản ứng không tốt. Suy nghĩ chín chắn, lòng thương xót khiến tôi không thể chịu được nữa, nên phát tâm dũng mãnh ở trước Phật điện, chắp tay cung kính niệm lớn thánh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sau 3 phút thì đứa bé nó khóc, tôi liền trước Phật tụng 3 bộ kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, hồi hướng cho đứa bé được tiêu trừ nghiệp chướng, cứ mỗi lần tụng đều rơi lệ. Có một lần lúc rửa tay, tôi gặp số 15 đang giặt áo tại ao nước. Tôi hỏi chị, số 15, con của chị có bớt nhiều không? Chị ta cười đáp, tốt nhiều lắm. Tôi vẫn không tin, hỏi, nó bớt như thế nào? Chị đáp, những cơn co giật không còn nữa, có lúc ban ngày thì 1-2 lần, ban đêm thì không có. Thời gian co giật cũng không có dài như trước. Trước đây, ban đêm co giật 3-4 lần, ban ngày 5-6 lần, lúc co giật thì tay co quắp trên đầu, chân cũng gấp lại, hướng về đầu, toàn thân cơ thịt bị gân rút co giật, mùa lạnh mà đầu tóc đều đẫm mồ hôi, 3 năm trở lại đây đều như thế cả. Tôi nghe xong, cảm thấy kỳ lạ, 3 bộ kinh còn chưa xong mà linh cảm đã có rồi. Giờ cơm trưa chưa đến, tôi ở trước Phật điện, đốt hương, đem hết tâm trí thành cảm ơn Địa Tạng Bồ Tát, có oai thần lực không thể nghĩ bàn, cứu độ chúng sanh đang chìm trong biển khổ. Tôi không có cái gì báo đáp,
gặp ngài thập trai sẽ cung kính đứng thẳng tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Tụng một bộ ít nhất phải mất 90 phút. Khi tôi tụng kinh lại nghe tiếng khóc của đứa bé, tôi gọi số 15 ẵm đứa bé lên Phật điện. Tôi cung kính chắp tay lớn tiếng niệm thánh hiệu Địa Tạng. Giống như cảm ứng được uy lực của Bồ Tát Địa Tạng, không tự chủ được, tôi bật khóc ra tiếng. Số 15 cũng theo tôi mà khóc. Nhưng tôi tuy khóc nhưng vẫn hết lòng cầu nguyện Địa Tạng Bồ Tát gia hộ cho đứa bé thoát khổ. Không đến 2 phút, đứa bé liền hết khóc. Ngẫu nhiên nghe đứa bé khóc, tôi liền khởi tâm sám hối, hận mình không thực hành tu trì nên xấu hổ rơi nước mắt, hy vọng không còn nghe tiếp tiếng đứa bé khóc nữa. Lời hứa đó là tác dụng tâm lý ư? Có lúc chẳng phải đứa bé khóc, tôi cũng cho là nó khóc. Tâm tôi rất lấy làm kinh ngạc đi tìm nó. Mẹ của nó đang nhìn nó cười. Đứa bé đã bớt bệnh rồi. Số 15 cũng cười thật tươi. Tôi chỉ tụng 6 bộ kinh cả ngày lẫn đêm. Sau đó không còn nghe đứa bé khóc nữa. Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm. Mỗi lần lên lớp, tôi hỏi mọi người, con của số 15 có bớt bệnh hay không? Mọi người đồng trả lời, cô giáo, công đức của cô rất lớn. Đứa bé bị bệnh khổ được cô tụng kinh Địa Tạng đã thuyên giảm hẳn. So với trước đây, rất là tốt đẹp, để có thể hoạt động được. Số 15 đến được nơi này, coi như được phần thưởng đặc biệt, số 1 nên rất cao hứng. Ngày nào cũng cười tươi, chị ta hỏi, Bồ Tát Địa Tạng quản lý địa ngục, thế cũng quản chúng ta ư? Tôi giải thích, nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng. Địa ngục không trống không, thề không thành Phật, không những thường trú ở địa ngục, mà còn cứu độ chúng sanh tội khổ trong địa ngục, đồng thời cũng cứu vớt chúng sanh trong sáu nẻo, như trong kinh Địa Tạng, phẩm xưng danh hiệu Phật chép. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát, ông nay muốn phát khởi từ bi cứu độ tất cả chúng sanh trong sáu nẻo, nên nói những việc chẳng thể nghĩ bàn. Từ đây có thể biết, Địa Tạng Bồ Tát đã nhận sự phó chúc của Phật, cứu độ tất cả chúng sanh trong sáu nẻo, chứ không hạn cuộc chúng sanh trong địa ngục. Chỉ còn các vị thành tâm niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì không có chỗ nào, không có sự, không hiện thân, không cứu giúp. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, phẩm chúc lũy nhân thiên chép, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tâm tánh không cố định, chưa tập việc ác thì nhiều, dẫu phát thiện tâm, chốc lát đã quên mất. Nếu gặp duyên ác, thì niệm niệm đều tăng trưởng. Vì vậy cho nên, ta phải phân ra trăm nghìn muôn ức thân để giáo hóa, tùy theo căn tánh của nó mà độ thoát. Điều này chứng minh hoằng nguyện từ bi cứu độ chúng sanh của Địa Tạng Vương Bồ Tát có thần thông vô tận, không thể diễn đạt hết được. Các vị nghe xong cho đây là chuyện thần thoại cận đại hay không? Chính cái đây là chuyện thật nơi giám ngục, có thể hỏi để tìm đến. Nếu lại hoài nghi tin Phật rồi không cần mời bác sĩ, tôi cũng có thể bảo các vị rằng người tin Phật thì công phu rất sâu, không cần mời đến bác sĩ. Vì sự tin sâu này đưa đến cảm ứng đạp dao, có cảm thì có ứng, khổ hay vui toàn do nghiệp báo chiêu cảm, cho nên phải một lòng ở đạo, độ thoát chúng sanh. Giống như y phục đang mặc bị rách một miếng thì vá lên một miếng, lại bị rách, lại vá, đến khi không còn vá được nữa thì vất đi cũng không tiếc gì. Tóm lại, chúng ta học Phật cốt ở chỗ thành tâm, chí khẩn thiết, sám hối niệm Phật mới có sự linh cảm của Phật Bồ Tát. Nếu không được sự linh cảm là do không khẩn thiết sám hối, hoặc do tham tâm mà cầu, hoặc nghiệp chướng đời trước quá sâu nặng, như có thể đem tâm chí thành lễ kính Bồ Tát, tức có thể họa lớn hóa thành họa nhỏ, họa nhỏ trở nên vô sự. Các vị đã quy y trở thành đệ tử của Tam Bảo, cần phải hiểu rõ nhân quả ba đời, phải nắm lấy giai đoạn không tự do này, biến thành cơ hội tốt để tu trì niệm Phật, cũng như các pháp sư trong Phật giáo Bế Quan, trong thời khắc không quên niệm Phật, cầu sanh thế giới cực lạc ở phương Tây, thì mới là chỗ quy túc vĩnh viễn khoái lạc nhất. Chép từ Trung Quốc Phật giáo quyển 4, kỳ thứ 5, ngày 15 tháng 1 năm 1949. Ha ha ha,